công nhận thông minh, quá thông minh rồi. Nhưng mà chính cái sự thông minh đó nó làm cho ông phải lên ruột. Bây giờ hàng ngày là phải đi, đi đâu để đi để đấu với người ta. Mà nhiều khi đi đấu mà lòng ông cứ hồi hộp biết sao, cầm chắc cái thua. Dạ. Nhớ cái kỳ đấu với Hương Quản không? Dạ, kỳ trời đấu nào thưa ông? Thì cái vụ đấu trâu đó, không có ngày nào là ông yên thân với mày được. Dạ, thưa ông thương con, ông phải hiểu cho con. Mấy hương chức hội tề ở làng mình á, toàn là những người dốt đặt các mai muốn lên làm cha thiên hạ không à. Thật ra con á, không là cái gì để cho họ đá đám hết. Mà cái mục đích của họ là muốn hạ bệ ông. Nhưng con thì cũng kính ông quá, con không thể nào để cho ông thua họ được. Cho nên buộc lòng, họ cứ càng thua thì họ càng thách, họ càng thua ông càng thách. Nhưng hôm nay cũng vậy, ông yên tâm đi. Ông nhắc cái lần chọi trâu, ông có nhớ cái lần đó mình đâu có thua đâu? Thấy cầm chắc cái thua con ơi. Chọi trâu, thấy thằng Hương Quản nó đem ra con trâu là coi như ông mày hết hồn luôn. Ta nói cái cần cổ nó hả, nó bự như là cái cần cổ tê giác vậy đó. Dạ. Thấy mình thua rồi. Dạ. Rồi tự nhiên ở đâu con dắt một cái con nghé bé bé xinh xinh ra. Ôi, mà tại sao mà nó hay vậy? Tự nhiên con bé nghé con cho nó ăn cái gì mà sao tự nhiên nó lủi con kia bỏ chạy rồi sao? Dạ thưa ông. Tới nhất phút này ông vẫn thắc mắc nè. Cái luật chọi trâu á là phải dùng những con trâu cổ, trâu bự có sức tấn công trâu kia. Đúng. Nhưng mà ông Hương đâu có hiểu rằng là con dùng cái chiêu là dùng con nghé bỏ đói mấy ngày. Khi thả ra sân đấu thì con nghé nó đâu biết gì, nó đang đói bụng, nó thấy con trâu đực, nó tưởng là trâu mẹ nó nhào vô nó bú không, trâu kia phải chạy được khỏi vòng thua thôi. Uống nước đi, ngồi suy nghĩ cái gì, suy nghĩ cũng có thắng được nó luôn. Thi chọi trâu tưởng hay lắm, mà em con trâu ra to đùng như nè. Ai biết sao bị con nghe nó hút vô bỏ chạy. Ai biết đâu có thằng Quý Xiển nó thông minh cỡ đó hả? Thông minh gì, cái gì mình làm mình phải suy nghĩ coi mình có thắng được hay không, bao nhiêu phần trăm thắng. Đúng rồi, hay quá. Hay bữa nay tới cái ngày mà ông đi thi thố với thằng Xiển nè, ông có cái trò gì mà để cho nó tâm phục khẩu phục không? Yên tâm ha, tôi là phải mang sở trường tôi ra tôi mới thi được. Sở trường ông gì? Bữa nay tôi với nó thi là thi nói dốc. Thi nói dốc. Ừ. Mà ông biết rồi, cái làng này từ xưa giờ ai nói dốc bằng tôi. Đúng. Ai nói dốc bằng tôi. Ừ, ông hay lắm. Trời ơi, nè, tôi nè, nói dốc à, nói mẹ tôi sống đi chết lại 7 lần rồi mà người ta vẫn tin. Ông chỉ cần mà tôi muốn mà nhà tôi đông vui, có đám giỗ, đám quả, có người này nọ để người ta đi tìm cũng điếu là tôi nói chết đi sống lại hoài rồi. Tính quả vậy. Cũng nhờ cái thật nói dốc của ông á, ha. Mà tôi với vợ tôi ai về nhà nấy. Tôi nói sao tôi quên hả? Ừ, quên cái gì? Hả? Tự nhiên nói tôi đi tù ti tú tí vậy ra mà tôi có đâu mà tù ti tú tí. Ông nói sao không biết vợ tôi tin về nhà quýnh tôi chèm bẹp luôn. Tôi bị oan mà. Cái gì? Tôi bị rất là oan. Cái đó ông phải cảm ơn tôi. Tôi cảm ơn. Đúng không? Bây giờ lâu rồi ông ít nhất thì sống với bả bao nhiêu năm trời rồi thì thôi bây giờ bỏ bả đi kiếm người khác đi đúng không? Mà cái cách đó là bả tự động bỏ ông đi đúng không? Ông muốn cái gì nữa? Ông rảnh quá ai mượn ông? Ai mượn ông nói dối cái kiểu đó hả? Không hay giờ... mà tôi thấy hay mà. Thấy hay 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 quá con khỉ. Không, riêng Hoa thấy hay là mình thích à. Sao bây giờ vậy nè? Sao? Tôi nói thật với ông. Ừ. Nói thật với chị Hoa luôn. Cái ông Chánh Tổng á. Ừ. Ông nói hiện tại bây giờ là ông sống ở trong cái làng này là một cái cây gai mà đâm vô con mắt tôi nha. Tôi muốn làm sao mà hạ bệ được ông Chánh Tổng. Bao tốn bao nhiêu tiền cũng được nha. Làm sao hạ bệ được ông thôi. Mà muốn hạ bệ Chánh Tổng á là phải hạ bệ thằng Xiển. Đúng, phải. Bởi vì sao? Xiển. Thằng Xiển là cánh tay phải của ông Chánh Tổng. Đúng. Mà hạ bệ được thằng Xiển là coi như ông Chánh Tổng ông mất đi cánh tay phải. Mất cánh tay phải. Mất cánh tay phải. Mà ông thiếu một chi. Ừ, là ông thiếu liền. Thua hai người mình liền. Đúng rồi, em thua liền. Thì đúng không? Giờ. Đúng. Bây giờ cố gắng làm sao trổ hết cái tài nổi dối của ông ha, để thi thằng Xiển. Được không? Yên tâm, ừ. Yên tâm. Ông làm sao mà coi được á. Đúng khả năng của tôi mà. Ừ. Bình tĩnh đi, bữa nay thắng chắc. Thằng Xiển trong cái tổng tới kìa. Cố gắng nha, bình tĩnh nha. Dạ, chào ông Chánh Tổng. Chào cô Xiển. Dạ, chào Chánh Tổng ạ. Chào Quản. Dạ. Mời ông. Vòng vòng chỉ cho mệt. Hoa em. Dạ. Để tổng in. Dạ, tổng in. Cô mời ông qua đây ạ. À, ngồi đi Hoa. Dạ. Thì
ông ngồi rồi. Ông xin bản phép. Dạ, thưa ông Hương Quảng. Dạ, thưa ông Hương Thân. Dạ, chào em Hương Hoa. Chị chào xiển. Dạ, còn đúng ăn như... chuối không? Ăn chuối cho nó trơn tru. Dạ, 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 thưa, dạ, thưa hai ông Hương. Đúng như lời hẹn thì hôm nay ông chủ của con đã đến đây đúng hẹn. Rồi. Yêu cầu của các ông như thế nào thì mong hai ông trình bày ra để cho ông chủ con có cái gì đó. Qua cái cuộc thi chỗ châu vừa rồi, ta vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Hôm nay ta hẹn nhà ngươi đến đây để thi thố về cái gì? Thi về cái gì? Dốc 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 dốc. Thi thố về leo dốc. Thi thố về nói dốc. Đúng. Có ai nói hay hơn người đó sẽ thắng. Dạ thưa, bây giờ con xin thưa với hai ông Hương. Ông của con là người hiền, chỉ suy nghĩ lo cho dân cho nước, cho nên không có thời gian đâu mà để nói dốc. Dạ, cái phần thi nói dốc này con xin bạn phép được thi không ạ? Ông Trinh Tổng không thi. Dạ. Để cho xiển đại diện thi. Xiển thi. Dạ. Cũng được. Dạ, nhưng ở đây con bây giờ không nói nhiều dòng do gì nữa hết. Bây giờ thi đi. Mà thi là phải có cá cược, đúng không? Nếu như trong cuộc thi này mày mà thắng, tao sẵn sàng thua 30 lượng bạc. Nhưng đâu? Ba mươi lượng bạc đâu? Cho tôi mượn đi. Ông thi mà lấy tiền tôi làm sao? Tôi nổ thôi, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền. Tôi cũng hên là tôi đem theo á. Mà thua thì tỉnh nhớ trả lại cho tôi nha. Đây, 30 lượng bạc. Dạ, nhưng thưa ông Hương Thân, ông của con á thì không có thích cá như vậy. Tiền của ông để lo cho dân, lo cho nước. Còn con á thì nghèo quá, không lấy đâu tiền mà thách với ông. Ta không cần cái chuyện đó. Ta không cần tiền. Cái ta cần đó là danh dự. Nếu như nhà ngươi thua, nhà ngươi phải bò vòng vòng cái quán thì 3 vòng. Chỉ có một yêu cầu như vậy thôi à? Đơn giản. Con bò là ông có bò theo con không? Dạ không thưa ông. Nhục lắm nghe. Dạ. Tại sao không cá mình thua thì mình ăn hết cái dĩa chuối? Dạ. Dạ thôi à. Con nói với ông Hương Thân như vậy. Nếu như con thua, con sẽ bò vòng quán này 3 vòng. Còn nếu như con thắng thì có quyền lấy nguyên cái bịch bạc này. Dạ thưa ông Hương Quảng, con không có nhu cầu để lấy 30 lượng bạc này đâu. Nếu như con thắng thì con nhờ ông đổi 30 lượng bạc này ra bao nhiêu số lượng gạo, bao nhiêu đấu gạo ông phát cho dân nghèo lần này là đủ rồi ạ. Được. Ta đồng ý. Dạ. Ông đồng ý không? Nó khôn quá. Chẳng thà nó lấy đi luôn đi. Còn lần này nó bắt mình đi mua nữa, tốn công sức đi mua nữa, mệt chứ. Thôi, mình thua, mình phải chấp nhận làm theo yêu cầu của người ta. Dạ. Thôi được. Ta chấp nhận điều kiện của nhà ngươi. Dạ thưa ông. Bây giờ đây thì một lần nữa con để ông của con nghỉ ngơi. Ông con không thích dính trong cá cược. Cuộc thi nào thì cũng cần có người cầm cân nảy mực và làm chứng cho cuộc thi này. Theo ông thì ai ạ? Tôi có ý kiến. Theo tôi cái người mà giàu có nhất cái vùng này, cái vừa người mà dân làng này ai cũng phải nể, đó là ông Hương Quảng. Đúng. Đúng không? Đúng. Tại sao nể? Giải thích. Tại vì ông quá giàu. Ông quá giàu mà ông còn có uy tín nữa. Cho nên mọi người phải nể ông thôi. Đúng là thị hoa. Phải nể. Nói ra câu nào hương thơm nó tỏa ra câu này. Dạ. Nếu không nể mượn tiền không cho. Chính xác. Đúng không? Bởi vậy chỉ có ông Hương Quảng mới đủ khả năng để mà làm người cầm cân nảy mực trong cuộc thi này. Chính xác. Thôi giận dày. Tôi thì không có nề hà về cái công chuyện mà làm chứng cho cái cuộc thi nói dối này. Mà phải nể mặt ông Chánh Tổng. Nếu như ông Chánh Tổng cho phép thì tôi xin lãnh cái nhiệm vụ này ạ. Nếu cảm thấy mình liêm chính, chí công vô tư thì ông cứ việc làm. Chuyện đó thì tôi rất vô tư. Rồi thôi giờ mừng nha. Mừng đi. Ai kể trước nè? Dạ thưa ông Hương Quảng, con xin kính lão Đắc Thọ. Con mời ngài Hương Thân kể trước ạ. Mời ngài Hương Thân. Nó chưa gặp trời cao, nó chưa sợ. Nghe kể. Nghe ta kể chuyện nè. Cách đây 3 hôm, tôi có lên huyện để thăm một người bà con. Đang đi dọc đường, bỗng nhiên tôi thấy một cái con vật nó to đùng.
nó to mặn. Tôi nhìn nó tôi cứ tưởng tượng là tại sao trên đường bữa nay có một quả núi chắn ngang đường như vậy. Ủa có con gì mà to? Nó bự lắm. Tôi nhìn kỹ ra tôi mới thấy nó là con trâu. Con trâu to mà giống nó quả núi. Nó to như quả núi vậy đó. Trời ơi tôi nhìn tôi hết hồn, tôi nói hả? Con hổ ra gặp nó bỏ chạy, voi gặp nó bỏ chạy, tôi nói mọi thứ gặp nó bỏ chạy, còn một mình tôi không chạy. Tại sao? Tôi sợ quá tôi đứng chết đứng luôn mà. Tôi đứng rung cầm cập tôi chết đứng luôn. Cái con trâu thấy ghê thật ta. Mà trời ơi cái lưỡi của nó liếm một phát một thôi là nguyên một vạt rừng vô trong miệng nó hết. Trời ơi ghê quá. Trời ơi cái con trâu đó mà nó mà là cái con mà mình mà nắm được nó rồi nha, mình đi khai quang nó liếm 3 ngày một thôi là chọc nguyên cái quả đồi người ta rồi. Thấy ghê không xỉn? Con trâu nó bự lắm. Mà thấy ông Tư nói chuyện thấy ghê không? Dạ. Khủng chưa? Thấy ghê thiệt. Con không có diễm phúc để nhìn thấy con trâu đó. Nhưng xin thưa ngài hương thân, ngài có dịp thấy con trâu đó nhưng ngài chưa thấy cái dây giàm trong cái làng đó. Con có lần cái giàm là cái giàm là cái sợi dây luộc. À cái sợi dây cái sợi giống như sợi dây thừng á hả? Sợi dây thừng để xỏ mũi con trâu quá. Dạ sợi thừng nó dài, nó bự. Dạ, thưa, cái sợi dây thừng nó bự gấp 20 lần cái cây cột này. Tổ cha mày, mày nói láo vừa thôi mà cái gì mày sợi dây thừng mà bự gấp 20 lần cái cột này hả? À, mày đừng có nói dốc nha, mày nghĩ sao 20 lần cái cột này mà có sợi dây thừng bự vậy hả mày? Dạ thưa ông Hương Thân, chỉ có sợi dây thừng bự như vậy thì mới có xỏ mũi được cái con trâu mà ông vừa kể đó à. Hay. Hay quá, hay quá. Cái thằng nhỏ xíu mà khôn. Hay quá. Hai người phê hay vậy. Không có, nó, cái này nó hay thiệt. Cái này nó hay thiệt ha. Chưa hay lắm, chưa hay lắm. Cũng chưa có hay lắm. Hơi hay thôi. À, 1-0. Tới... À, kể tiếp chuyện này mới ghê. Chuyện gì nữa. Trời đất ơi, hôm bữa tôi cũng lên huyện, một cái huyện nữa. Tôi gặp một cái cây cầu mà tôi nói hả, cái cây cầu nó dài mà nó ta sao tả không được, cái cây cầu nó dài lắm, dài nó mà hai cha con đứng bên hai bên đầu cầu thì không nhìn thấy nhau cái gì, không nhìn thấy nhau luôn. Đúng rồi. Một ngày kia đứa con nghe tin người cha chết, cái đứa con mới khăn gói lên đường dắt theo vợ dắt lên qua cái cầu đó thăm cha. Mà tới hồi qua cây cầu đó rồi, qua tới nơi thăm cha rồi là trên đường đi là bà vợ đẻ thêm 3 đứa nữa. Trời ơi. Mà ông già chết không biết bao nhiêu năm. Cây cầu nó dài kinh khủng chưa? Trời ơi, ở đâu mà ra cái ghê. Cầu dài dữ vậy? Cầu dài chứ ghê thật luôn ta. Ghê chưa? Trời ơi. Mất hồn vậy thiệt. Chứ cầu của ông Hương Thân kể cũng thật là ghê thiệt. Nhưng không là cái linh gì trong câu chuyện con sắp kể tới đây. Dạ thưa hai ông, có một lần tình cờ con thả bước thông dong trên một cánh rừng, con bỗng bất gặp một cái cây nó cao ơi là cao, cao tí tí tè cao. Mày như gãy cổ luôn, không thấy cái cây mà cao dữ vậy mày? Còn cao nữa không? Dạ thưa ngài Hương Quảng, cái cây nó cao mà con không thể nào dùng liều lượng để mà miêu tả được. Con thể có dùng cái từ thời lượng mới diễn tả được cái cây nó cao cỡ chừng nào. Cao cỡ sao? Cái cây nó cao mà... Thương thân một điều là ở trên đó con nhìn thấy có một tổ chim. Một tổ chim thì bỗng một cơn gió chợt thổi qua. Đột cây lắc qua lắc lại. Thương ôi cho cái chân chim bắt đầu nó rớt. Dễ ạ. Sao? Tôi biết có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì? Cái trứng chim nó rớt từ trên cao xuống đúng không? Thì nó văng xuống đất, nó bể ra trồng trắng với trồng đỏ lẫn lộn văng từ lứa. Vậy thôi hết câu chuyện hả? Có gì đâu. Thì Hương Thơm thì qua. Hương Thơm thì qua chỉ đúng ở một cái câu là trứng chim bắt đầu rơi khỏi tổ. Và bắt đầu khi rơi ra khỏi tổ, một trứng chim bể ra thì bỗng nghe một tiếng con chuột ăn trứng chim. Không, chú chim con bắt đầu nở ra trong cái trứng. Chơi với giữa không trung bao la mịt mù. Chà cô đơn lắm rồi. Nghe tiếng xa xôi dòng thầm thầm thì con chim mẹ từ ở đâu bay đến
bay đến trên miệng ngậm con ngồi, con sâu ngồi. Nó nhỏ, nó mộng, nó ngon, mớm mớm. Nó mớm cho con nó, con sâu nhỏ thôi. Con sâu nhỏ cỡ con trăng vậy. Con trăng mà nhỏ cái gì? Con sâu mà nhỏ cỡ con trăng vậy. Nó mới mớm cho con nó ăn. Rồi nó mớm xong nó mới bay đi. Nó bay đi, nó bay đi, nó tìm con mồi khác. Rồi nó bay về nó mớm. Rồi nó bay đi, nó tìm. Nó bay về nó mớm, nó bay đi, nó tìm. Thôi mà kể mà con chim mà nó tha màu, mà nó tha đi, nó tha về cho con chim con. Rồi nó tha con sâu về cho con chim con. Mày kể kiểu đó, nó kể 3 ngày chưa hết câu chuyện của mày nữa. Dạ thưa ông, 3 ngày không gặp cái gì hết đâu ạ. Cho nó coi. Bay đi bay về đến khi con chim con nó đủ lông đủ cánh. Nó đã thành một chú chim hoàn hảo và bay lên bầu trời. Bay lên không trung. Cái điều quan trọng ở đây con muốn nói là thời gian trôi qua thấm thoát như vậy mà cái vỏ chim vẫn chưa rơi xuống chạm mặt đất. Dạ, câu chuyện con kể đến đây là hết ạ. Hay! Hay! Hay quá Xiển ơi! Đứng đi! Biết gì hay? Hay mà. Cây quá cao rồi. Thằng này nó xạo. Trên đời làm gì có cây cao như vậy? Dạ thưa, trên đời này cần có cái cây cao như vậy để mới có đủ dáng mà cắt cái cầu hồi nãy ông vừa kể đó ông Thanh. Mày ngu! Hay! Hay! Hay quá Xiển ơi! Đứng đi! Nó ngu! Ngu sao? Cái cây cao vậy cất được tới hai cái cầu của tao luôn. Ông cái người tự nhiên ông giấu lộn lầu đuôi ra chi vậy hả? Cái cầu ông ấy dài rồi, còn ông còn nâng nó lên. Cái cây dài cất được hai cái cầu của ông đó. Không phải, ông biết sao tại cây cao quá. Tôi nghĩ tới ngày hôm nay chắc thấy trứng chim chưa rớt được cái đất luôn á. Dạ. Rồi bây giờ cái câu chuyện kể xong chưa? Dạ xong. À, thôi bây giờ như vậy. Dạ thưa ông Chánh Tổng, để giữ đúng vai trò của người cầm cân nảy mực, minh bạch trong cái chuyện mà chấm điểm của ai thắng ai thua, tôi xin thay mặt ông Chánh Tổng, tôi tuyên bố cuộc thi vừa rồi người chiến thắng sẽ là ông Văn Cư. Sao, sao vậy? Sao ông chấm thiên vị vậy? Cái thiên vị đâu công bằng. Đúng rồi, công bằng. Mấy thằng này láo quá. Con em vô ra gì hết. Quang Nguyễn, tối đầu tôi nói lỗi về Quỳnh. Quang Nguyễn đâu vậy? Quang Nguyễn ở đâu? Ủa sao mày cười? Quang Nguyễn tới sao mày không quỳ? Mày Quang Nguyễn sao mày cười? Dạ thưa đâu có Quang Nguyễn đâu. Ủa sao mày mới nói Quang Nguyễn? Mày hỗn láo mày hả? Hả mày dám bắt trêu chối tao hả mày? Dạ thưa đâu có Quang Nguyễn đâu. Sao mày nói Quang Nguyễn tới? Cái điều quan trọng là con nói có Quang Nguyễn tới mà hai ông tin đó, đó mới là thú vị chứ. Vậy là mày nói dối tụi tao quá hả? Dạ. Ủa vậy là sao? Thua nữa chứ làm sao? Vậy thì mới biết thế nào là thầy nói dốc. Ông ơi, ông làm ơn ông đi lẹ lẹ lên ông ơi. Ông làm gì ông lò dò như còi gặp bão vậy ông? Ông cháu mình đi nhanh đến quán nước đầu làng. Hai ông cháu mình ghé vô quán kiếm ly nước nào uống giải khát nghe ông. Nội, mày qua đây đi. Dạ sao ạ? Vậy nó cân. Tao đứng dưới tao đứng tao nói chuyện với mày tao mỏi cổ lắm. Dạ. Con không biết mệt hả con? Dạ thưa ông mệt. Dạ ý ông là... Giờ ông hỏi con năm nay con nhiêu niên kỷ rồi? Dạ bẩm ông, năm nay con vừa tròn 30 ngoài cái xuân chẳng à. Ông năm nay ông lục tuần rồi con. Dạ tức là số tuổi của ông gấp đôi số tuổi của con phải không ông? Vậy ông hỏi con thằng già thằng trẻ thằng nào mệt hơn? Dạ bẩm ông, trước khi trả lời câu hỏi của ông, ông cho con hỏi ông năm nay được bao nhiêu cái cân nặng à? Lục thập ngũ. Dạ con thì tam thập thất, tức là số cân của con, số sức ký của con yếu hơn phân nửa số của ông á. Vậy kêu là què hả? Dạ. Câu nữa thôi nghe. Dạ. Giờ hỏi con. Dạ. Có vợ chưa? Dạ bẩm ông con chưa có vợ. Phòng không? Dạ. Đây có vợ. Dạ. Thằng có vợ thằng không có vợ thằng nào mệt hơn? Dạ thưa. Bí hơn. Dạ. Rồi giờ ông mệt hơn con cổng ông đi con. Dạ. Phải vậy thôi. Con chỉ làm cho ông vừa lòng. Ông ơi. Hình như ở đằng xa xa kia có một tốm người đang bu làm cái gì đằng đó vậy ông à? Thằng này nó đánh trong lạng có duyên lắm. Trời ơi nó bu nó coi đá gà chứ có gì đâu con. Dạ thưa ông, hình như không phải là coi đá gà mà con nhìn loáng loáng hình như áo xanh áo đỏ, hình như là có quan chức hội tề đó ông à.
Ta thấy thấp thoáng của dân thành nè. Dạ. Rồi dân cư nè. Dạ. Chà, những cái tên này là những cái tên ngọt nước nè. Dạ. Hay nhận tham nhũng rồi nè. Của đút lót là hà hiếp dân làng nè. Dạ. Mà hắn á, tụi nó là chuyên tìm cách để mà hãm hại ta, để hạ bệ ta. Dạ. Đi trước thám thính coi chúng nó có âm mưu gì. Dạ. Ừ. Bây giờ là con phải chạy lại lần kia con thám thính không ha. Ồ. Ông từ từ đi tới ha ông. Ừ. Con đi con khỏi phải cổng ông phải không ông? Đúng. Con cứ đi khỏi phải cổng. Ê! Ê! Trời ơi, phải công nhận cái thằng Xiển này nó thông minh bà cố luôn. Thôi thôi rằng ráng lết cái thân già tới đó thôi. À. Trời ơi, cái trống ai treo đây làm gì vậy ta? Nè nè nè, đừng có ngu dại mà đánh như một cái nha là bị phạt tiền đó. Trống cấm rồi. Thì nghĩ mà thấy tức. Suốt ngày bị nó chơi khăm hoài. Đó. Tôi nói tôi nghĩ tới ông Chánh Tổng nha, là tôi bực mình cái thằng cu Xiển nha. Gì lẽ vậy? Lẽ gì? Tự nhiên nghĩ Chánh Tổng bực Xiển là sao? Ông Chánh Tổng không ngờ thằng cu Xiển là ông thua mình biết bao nhiêu kèo rồi, ông nhớ không? Thấy không? Đúng rồi. Đó. Cũng thằng cu Xiển mà binh giật ông không á, ông thắng mình, ông chơi khăm mình biết bao nhiêu kèo. Nghĩ tới ông là tức thành ông. Ông Chánh Tổng đâu làm được cái gì đâu. Ông có quân sư Xiển nó quá giỏi thôi. Tôi đúng không? Tôi hiện tại bây giờ tôi đang mê, tôi canh làm sao mà tôi trả thù được cái thằng cu Xiển nha. Là tôi hả dạ, tốn bao nhiêu tiền là tôi cũng mần hết. Cái vấn đề tốn tiền không quan trọng, cái vấn đề là bây giờ tìm cách để mà trị nó mới là quan trọng nè, hiểu đó, không? Nghĩ tới mà bực mình á. Ủa? Làm gì mà dân làng đứng bu quanh cái trống không biết có chuyện gì đó không ta? Vụ gì vậy? Em! À, dạ con xin chào ông Hương Quảng Văn Thành, ông Hương thân Văn Cư. À, chào Thị Hoa. Dạ. Làm gì mà có chuyện dân làng bu quanh cái trống vậy Thị Hoa? Trời ơi, ông lý trưởng không treo cái trống này từ sáng giờ luôn. Ông còn để nè, trống cấm. À. Mà để cái dùi nữa. Con không hiểu sao luôn á, để từ sáng tới giờ dân làng đi qua ai cũng thắc mắc hết á. Hỏi con mà con đâu có biết giải thích làm sao đâu. Ủa gì kỳ cục vậy? Tự nhiên treo cái trống đó rồi ghi hai chữ trống cấm. Bởi vậy rồi không ai dám đánh hết. Treo cái dùi ken bề cái trống luôn. Ừ. Ủa vậy là sao ta? Tôi hiểu à. Hiểu sao? Cái này là chiêu của ông lý trưởng. Hiểu không? Chiêu gì? Ông để cái chữ trống cấm gì để ông làm tiền dân làng nè. Biết chi không? Ông để vậy ông càng cấm người ta càng muốn đánh, mà đánh là ông phạt tiền. À. Đúng không? Ông Văn Cư. Ừ. Tôi có dịp trả thù hai thầy trò ông Chánh Tổng với thằng cu Xiển rồi. Tôi biết cách là, tôi biết cách ông trả thù sao nè. Bây giờ ông lại lấy cái trống, ông lấy cái dù ông đánh cho trống. Thì hồi lý trưởng ông đổ thừa cho ông Xiển phải không? Dù gì, anh đây rồi, ông lý trưởng ông quánh tù rồi ông phạt tiền tôi sao? Để tôi tính. Mà cách gì nói nghe coi. Ôi cu Xiển kìa. Dạ, Xiển con xin ra mắt chào ông Hương Quảng Văn Thành. Và Hương thân Văn Cư. Và chào Hương thơm Thị Hoa. Chào cô Xiển. Dạ. Chẳng hay cô Xiển đã đến đây rồi, ông Chánh Tổng đâu nhỉ? Dạ, và thân chủ của con đang từ từ bước đến kia ạ. À. À. Dạ chào ông Chánh Tổng. À, chào ông Chánh Tổng. À, chào ông Chánh Tổng. À, chào ông Hương Quảng Văn Thành. Dạ. Ông Hương thân Dư Cân. Dạ. Văn Cư. Dân cư. Chẳng hay hôm nay có chuyện gì mà thấy bà con ở trong làng rồi bú hả? Có chuyện gì vậy? Dạ thưa Chánh Tổng, ông lý trưởng ông treo cái trống ở đây nè, rồi ông ghi hai chữ trống cấm. Dạ. Ai mà cả gan mà cầm cái dù mà đánh vô cái trống á là có chuyện lớn với ông lý trưởng đó. Nãy giờ tôi thách bà con dân làng ở đây á, kể cả Thị Hoa luôn á, mà Thị Hoa không bao giờ dám đánh cái trống đó. Dạ. Tôi cá cược bao nhiêu bao tiền tôi cũng cá. Trời ơi, cho vàng con cũng không dám đánh nữa đó. Đó thì đúng rồi, đây là coi như là phép vua lệ làng, mà để cái dùi giống như là khuyến khích người ta đánh, mà để là trống cấm thì đâu có ai dám mà cầm cái dùi mà đánh. Đánh sẽ bị phạt thì sao? Dạ. Cho nên tôi mới thách đố ai mà cả gan đánh cái trống này thua bao nhiêu tiền tôi cũng thua. Dạ thưa ông.
Hả con? Cho con được nói với ngài Hương Quảng một đôi lời ạ. Ờ con cứ nói. Dạ thưa ngài Hương Quảng. Dạ ngài thích hương thơm thị hoa với tất cả mọi người trong này, ai dám đến đến trong này. Dạ xin phép cho con hỏi ngài một cái. Dạ vậy chứ con hỏi ngài và tất cả những người trong này có ai dám thách con đánh cái trống này không ạ? Vô. Con cũng khùng thì khùng cho người ta khùng với. Nghĩ sao vậy? Con muốn cho bà con ở trong dân làng này đánh con rồi nộp phạt hả? Con phải nộp phạt hả? À, dạ thưa bà con, chẳng qua là xiển nhà tôi thì nó bị té giếng hồi nhỏ. Cho nên bây giờ đầu óc nó không có được bình thường. Bà con coi như là nghe cái lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia nghe. Dạ, thông dạ, cảm dạ, 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 thưa ông, có cản người ta. Dạ thưa ông nói đúng là thổi nhỏ con có té giếng vài lần. Nhưng từ giờ dạo lớn lên đến giờ là con luôn luôn uống nước giếng cho nên con bình thường trở lại rồi ạ. Dạ thưa ngài Hương Quảng, điều tôi nói là điều sự thật chứ không có vấn đề gì đâu à. Có ai dám thách tôi đánh cái trống này thì tôi sẽ làm cho người đó vừa lòng à. Nếu như cô Xiển mà cả gan dám đánh cái trống đó đó, thua bao nhiêu tiền á, Hương Quảng này cũng vẫn sẵn sàng chung. Dạ bẩm ông, thật lòng là con rất thích ngài Hương Quảng. Bởi vì người ta cứ gọi con là Xiển thôi. Còn riêng ngài Hương Quảng gọi con cái tên là Cu Xiển. Cho nên ước muốn ngài Hương Quảng bao nhiêu con cũng xin phép ông cho con chiều ngài. Dạ. Vậy thì mời Cu Xiển cứ gõ trống thoải mái. Dạ, dạ nhưng mà mình phải cược ra làm sao thì Cu Xiển đây mới gõ chứ thưa ngài. Tôi sẽ cá với Cu Xiển, nếu Cu Xiển mà gõ cái trống này tôi sẽ thua cô chị. À khoan, trời chưa nắng gắt nắng nôi quá, thân chủ của tôi cũng mệt rồi, thôi chẳng hay không ấy, mình ghé tạm qua bên quán gió bên đường, mình làm ly nước giải khát trong người, sau đó mình sẽ bàn cái lễ cá tính sao hả thưa ngài. Rất thông minh, ta đợi cái câu này. Dạ. Nếu như cô Xiển muốn nghe cái quán gió để đi dùng trà mà bàn cái vụ cá cược thì Hương Quảng đây xin chịu. Nhưng mà trước mắt thì tiền ai nấy trả. Dạ được. Xin phép ông Tránh Tổng chúng tôi đi trước. Rồi các ông cứ đi. Đi Thị Hoa. Riêng Thị Hoa Hương Quảng mời. Hương Quảng. Chào ông Tránh Tổng. Dạ ông chết với con luôn. Dạ sao vậy ông? Dạ không sao đâu ông. Dạ nghĩ sao mà cái trống cấm này mà con dám mà cá cược cho họ, trời ơi liệu cái mạng con còn giữ được hay không, rồi nhắm được có đủ tiền mà trả tiền phạt không? Dạ thưa ông yên tâm đi, người ta không có cơ hội về để phạt tiền con đâu mà phải trả à. Con có uống mật gấu không? Dạ thưa ông, con bình thường, ông yên tâm, từ nào tới giờ khi con về sách cáp cho ông đến giờ con có làm cho ông mất mặt bao giờ chưa à? Ta thì không sợ mất mặt, nhưng mà ta sợ rằng ta mất chức đó con. Dạ con bảo đảm với ông là không mất mặt, không mất chức mà cũng không mất tiền đâu à. Dạ mời ông. Rồi vô quán nước. Dạ, dạ. Đi trước đi con. Dạ. Thằng này nó làm cho tôi suy nghĩ mà tôi chóng mặt luôn. Trời ơi, không những mà mất tiền nè, mất chức nè, liệu khi dám bắt đầu lắm. Coi như hôm nay liều với mày một phen nha Xiển ơi. Ông thấy tôi hồi nãy tôi khéo miệng không? Tôi gài một cái là thằng cu Xiển nó dính kèo liền. Thì tôi thấy cũng dính nữa nhưng mà tôi lo. Không biết cái kế này làm ra nó có bị nó có sập bẫy hay không thôi. Ông yên tâm đi. Ông biết cái trống cấm này nè, ông lý trưởng á, ông treo lên là ông gài bẫy đó. Ông ăn tiền. Ai mà phạm luật cầm cái dù mà quýnh cho một cái thôi, chứ đừng có nói là ba hồi trống. Là ổng quýnh 30 hèo, ổng phạt 20 quan tiền. Kỳ này là thằng cu Xiển với ông Tránh Tổng chết chắc. Diệu kế. Thôi ăn đi. Mà ông Hương Quảng ơi, sao con thấy lo lo đó? Thì Hoa lo cái gì nhỉ? Tại mấy lần trước cá cược á toàn là cu Xiển thắng không à. Con sợ kỳ này ông Hương Quảng thua mà thua nhiều tiền nữa. Cái gì đâu mà trù tôi thua là sao? Hôm rày á ăn uống tràn bản ngọng tôi trả tiền cho Thị Hoa không à. Bây giờ Thị Hoa trù tôi thua nữa là sao? Không phải là trù mà là tại vì Thị Hoa lo. Lo cái gì? Nói chuyện kỳ cục không à. Ừ. Nhưng mà dù gì đi nữa Thị Hoa vẫn đứng về phe của Hương Quảng với Hương Thân. Phải như vậy chứ. Dạ. Con mời ông à. Dạ mời. Mỏi rồi, mệt mỏi rồi. Dạ mà. Xiển ơi. Dạ. Có phải trời nóng lắm không rồi con bị phát cuồng hả?
có cần phải cá cược gì không con? Mang nhục con ơi. Dạ thưa ông, con thấy tâm trạng của mình đang bình thường. Cái việc đánh trống kia là con làm vui lòng thầy Hương Quảng thôi ạ. Dạ không sao đâu ạ, con không ai dám đánh chứ con thì dám đánh. Qua cái thời gian cô Xiển và ông Chánh Tổng bàn bạc rồi, bây giờ quyết định sao nè? Dạ thưa hai ngài thương, dân thành và dân cư. Thầy trò con đã thân chinh vào đây ngồi rồi, không còn ngán ai mà không cá hết ạ. À, vậy thì được, tốt, có bản lãnh. Dạ. Vô ngàn, vô ngàn. Vô chồng. Bây giờ ta thách đố với cô Xiển. Dạ. Nếu cô Xiển mà dám đánh ba hồi trống cắm đó, dạ, ta sẽ thua cô Xiển 50 quan tiền. Cho hỏi một hồi được không? Dạ một thưa. Hồi đủ rồi. Việc gì mà phải ba hồi? Dạ thưa Chánh Tổng, ba hồi thì Hương Quản tôi mới chấp nhận ạ. Dạ, dạ, dạ thưa ông, khi đã là trống cấm rồi thì một hồi hay ba hồi cũng có tội như nhau hết ạ. Nhưng ở đây không ai dám đánh đâu. Còn dơ thưa ông, sao nhiều vậy, tới 50 quan lận. Có bao ra nhiêu đâu mà ông sợ. Trời đất ơi, nhiều lắm đó. Dạ thưa ông Hương, 50 quan mà ông cho là nhiều ạ. Chứ nhiều quá là nhiều. Dạ nhưng thưa ông, bây giờ 50 quan ông có dám đánh cái trống cấm kia không ạ? Khùng quá mà nghĩ sao tôi dám đánh. Tại vì vậy cho nên con nói như vậy, khi trống đã cấm mà khi chúng ta tạm tay vào trống chúng ta đã có tội, đúng không bà con? Đúng rồi. Đó, cho nên 50 quan thì con không đánh đâu. Phải là 100 quan con mới đánh. Thôi, 100 quan hả? Nó được voi đòi tiên. Con khùng lắm rồi. Dạ, dạ thưa ông. 100 quan con ơi. Dạ thưa ông. Cái thân con không đủ trả luôn đó con. Ông yên tâm đi, con nói thôi được. 100 quan thì 100 quan, ta sợ nhà ngươi hả? Cái gì vậy? Ta đúng 100 quan lận. Ông yên tâm, chuyến này mình thắng chắc. Ông yên tâm, con nói với ông như vậy, bởi vì người ta nói ông bà có nói câu sao, có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu. Xiển con đây không còn cơ hội làm quan, nên con phải làm giàu bằng cái thề đánh trống này thưa ông. Nè, vậy hả con? Xiển, ngươi đừng có khoác lác nghe chưa? Ông Hương, ông cho tôi là người khoác lác à? Ừ. Ông thử hỏi hết làng này đi, không ai cho tôi là người khoác lác hết, mà họ cho tôi là bậc thầy của núi dốc. Nó trước mặt tôi mà dám cả gan nó nói như vậy. Nè, cái làng này này, đây mới là bậc thầy núi dốc, nghe chưa? Ồ, thế à? Vậy ông có nhớ cái làng núi dốc kỳ trước không thưa ông? Đó, cái chuyện nó qua rồi, ông nhắc lại chứ cho mang nhục vậy hả? Ông thấy không? Mới vừa nó quăng nguyên một cục nhục vô mặt ông, thấy không? Còn quăng cái cục nhục là cục thịt mà. Dạ thưa hai ông Hương, chuyện cũ bỏ qua, bây giờ chúng ta nói chuyện thách nhau đánh trống. Rồi. Đã có thách nhau rồi thì phải có hiện vật. Đây, vừa lòng nghe chưa? Tôi hùng 50 quen nữa. Đó. Đây. Dạ thưa hai ngài, bây giờ thì tôi cần một người cầm cân nảy mực làm chứng cho cái cuộc cá cược này ạ. Ừ. Bởi vì khi tôi ra tôi đánh trống xong tôi quay trở vô mà hai ngày đi đâu mất thì tôi biết tìm ở đâu à. Trời ơi, ngươi nói gì mà nghe được hả? Ta chẳng lẽ danh dự của ta mà chỉ có 100 quan tiền này mà ta lừa gạt ngươi hay sao? Tôi có ý kiến. Ông Hương Quảng là người giàu có nhất cái vùng này. Rất là uy tín. Nên tôi đề nghị ông Hương Quảng là người giữ số tiền này. Ông Hương Quảng là người trong cuộc thì làm sao giữ được? Theo tôi nghĩ hai túi tiền này nên để Hương Hoa giữ thì đúng. Trời. Cô sĩ nghĩ sao mà đưa cho Hương Hoa giữ 100 quan tiền này vậy? Hả? Nhà cửa thì tôi không biết, chuyên gia ăn trực, mấy hôm nay là ăn toàn là tôi trả tiền không, Thiệu Hoa có trả được đồng nào không hả? Xin lỗi nha, tôi ghét nhất là cái thứ đàn ông mà bao tôi ăn đã xong rồi kể lể. Ủa mà tôi đâu có thèm đi, năn nỉ tôi đi chứ bộ. Bây giờ tôi không làm chứng nữa, tôi chỉ ngồi để tôi coi ai thắng ai thua thôi. Cảm ơn Thiệu Hoa, cảm ơn Thiệu Hoa, Thiệu Hoa ngồi làm chứng giùm. Dạ nếu như hai ngày không chê thì ngài Chánh Tổng, ông chủ của tôi giữ tiền được không ạ? Trời ơi, dạ. Cái gì vậy trời? Dạ, con ơi con. Dạ sao không? Bỏ hết người sao con lại đề cử ông con? Dạ. Con nên nhớ ông là quan của triều đình, đúng chưa? Dạ. Bổng lộc không có bao nhiêu. Dạ. Bây giờ lại tham gia vô ba cái vụ cá cược này. Tiền bạc thì ông không, đối với ông là đồ bỏ. Nhưng mà coi chừng là ông vừa mất chức, mất quan, mất bắt đầu luôn đó con. Dạ thưa ông, ông yên tâm đi. Đây là con đang làm việc thiện. Ông yên tâm đi, con không làm gì trái ý ông đâu. Cái vụ này mình lôi ổng vô chung cuộc cũng được á. Lôi vô luôn, bắt ổng làm trọng tài luôn. Dạ, lôi. Ông cứ nói đi. Thôi tôi tính vậy. Tôi thấy là ở đây ông Chánh Tổng là người là quyền quý nhất trong tất cả ở đây. Thì tôi nghĩ là ông Chánh Tổng sẽ giữ số tiền này. Có gì thì ông Chánh Tổng chịu trách nhiệm. Dạ. Vậy
tôi xin chào hai ngài. Tôi ra ngoài kia đánh trống nha. Rồi, tụi tôi đi luôn. Dạ, ha, không được. Trước khi đánh trống theo yêu cầu của ngài thì tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện gì? Hai ngài và tất cả bà con ở đây không được ai đến gần tôi khi tôi đánh trống. Cái gì kỳ vậy? Hả? Rồi mày ra ngoài đó. Rồi mày mướn ai đánh trống? Rồi mày không có chịu tội. Rồi sao? Rồi mày gạt tao hả? Thưa xiển tôi làm người không làm thế. Với lại ông nhìn thấy cái trống không? Thấy sao không thấy? Bụi vui không thấy này. Tôi ra ngoài đó tôi quánh trống ông có nghe được không? Nghe xong nghe, bụi điếc xong nghe. Nếu như không nghe tôi sẽ quánh trống nghe. Dạ. Xin chào các ngài, tôi đi quánh. Xỉu con. Dạ. Con ra đi là coi như âm dương cách biệt con ơi. Người đi kẻ ở. Dạ. Con có nhắn dạy lời gì cho ba má con không? Dạ thưa ông. Ông cứ tưởng tượng một dùi trống vang lên, một ánh thép lé lên, đầu con lạc lìa bên cổ. Rồi trống thứ hai, ruột gan ông sổ cả nùi. Dạ, dạ không sao đâu ông. Không sao gì. Dạ. Trời, ông ôm con lần cuối ra. Dạ. Sáng giờ đi mồ hôi đổ chua quá. Dạ. Dạ. Ra ngoài đi, đánh trống đi con. Dạ thưa ông, con đi làm việc thiện chứ không có vấn đề đâu, ông đừng có lo. Dạ. Ông không dám dòm cái cảnh đó. Dạ. Cái cảnh chia ly đầy nước mắt này đâu. Dạ thưa đi, ông, đi. Con đi. Ờ. Đi. Ủa mày đi đâu hả? Hồi tiên trong xa trong lòng ông đã hâu xót thiệt ơi. Ông chịu không nổi rồi con ơi. Ông biết chữ ra rồi kìa. Có dắt lính này nữa kìa. Chiến này mày tiêu chắc rồi Chiến ơi. Tạm biệt con. Ai cho người ra đây cháu? Bẩm quá anh, con đã bắt được người đây cháu. Tên kia có phải ngươi vừa đánh trống không? Dạ bẩm quan, chính con à. Ta đã ghi trống cấm rồi mà ngươi còn dám đánh, ngươi có biết tội chết không hả? Lên dẫn vô phủ. Dạ bẩm với quan, số là như vậy, thân chủ con là người làng bên, có việc đi qua làng này thấy dân làng thân thiện, chùa chiền linh thiêng, mà đất đai thì trù phú. Dạ thân chủ con có ý muốn hiến cho làng này 50 quan tiền. Dạ nhưng không biết làm sao được gặp các ngài và gặp dân tình, cho nên con mạng phép quên đi trong cấm. Dạ xin ngài hãy niệm tình tha thứ ạ. À. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu? Dạ 50 quan tiền ạ. À. 50 quan tiền. Lính, đỡ như vậy. Đứng dậy đi. Thôi, dẹp đi. Để ta. Đứng lên tôi đỡ cho. Dạ, dạ cảm ơn ngài. Quỳ lâu quá dạ giọt bẻ rồi ạ. À. Giọt bẻ giờ bẻ nắng cho bớt bẻ. Dạ. Dạ giờ dạ, giọt chạy đi rồi à. Dạ. Mà nè. Cái chuyện 50 quan tiền á có thiệt không? Dạ bẩm với quan, con là dân tình thì làm sao dám nói dối với quan lớn được à. Ừ. Vậy thì tốt. Dạ. Thân chủ con đang ngự ở trong kia, để con vào mời thân chủ con ra đưa tiền cho quan lớn ạ. Dạ. Ồ, ông cứ hả? Sao con thấy ông lý trưởng thân mật với thằng xỉn quá vậy? Ủa? Nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa vậy? Sao không hiểu nổi ta? Ủa sao nó đưa ra đây vậy? Hả? Ông ơi, có khi nào nó gào nó đánh, xong nó nói ông lý trưởng là mình xuống nó đánh, ông lý trưởng như vậy bắt mình không? Có gì vậy ông ta? Hả? Chắc không đâu, thằng này nó cũng quen mình chính đại đó, không có đâu. À dạ. Ờ. Dạ thưa ông. Dạ con mời ông cất bước theo con ạ. À. Ủa đi đâu vậy? Cầm tiền gì? Hai ngày cứ ngồi đây. Nhìn ra đó, các ông cứ ngồi đây. Tôi sẽ không thay lời đâu. Dạ, ông có hiểu mà. Ông đi với con. Thôi coi như là ông xuống dưới đó với con cho có bạn nha. Dạ không phải đâu, dạ thưa ông. Con nhắc lại cho ông lần nữa là con đang làm việc thiện, ông yên tâm đi. Dạ thưa ông. Ông đang giữ trong tay là 50 quan tiền. Ông cứ giữ lại 50 quan để lo cho dân tình ở làng mình.
Còn 50 quan con nhờ thầy Lý lo cho dân tình bên đây. Ông yên tâm, con nhờ sao ông làm gì giúp con nghe. Nói sao làm vậy hả? Dạ, ông đi với con. Ôi, tấm lòng gần chết mà biết lo cho dân. 50 quan tiền. Dạ. Mày râu cá chốt, báo quần bảnh bao, ắt là lý trưởng ha. Đây chắc là thân chủ. Dạ. Tôi thân chủ. Đây là người hầu của tôi. Dạ dưa với thầy Lý, đây là số tiền 50 quan mà thân chủ tôi muốn hiến cho làng này. Tốt quá. Lên mau. Dạ, 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 ngài lấy tiền thôi, đây là ngón tay con ngài buông ra đi ạ. Rồi. Sẵn tiện á, tôi mời anh với thân chủ của anh ở lại dùng bữa cỗ với làng luôn ha. Dạ, dạ như vậy có tiện lắm không thưa ngài? Dạ, dạ không mấy gì mà không tiện hay tiện, trời ơi, Tứ Hải gia huynh đệ mà. Dạ. Đúng không? Ờ. Lên. Dạ. Ma mời thân chủ vào bên trong. Chuẩn bị bữa tiệc nghe chưa? Dạ, dạ con mời dạ, ông. Tay ta. Dạ. Vô. Dạ. Ông anh còn chờ gì nữa? Mời. Dạ, bẩm ngài lý trưởng. Con vào chia tay những người bạn đồng hương của con rồi, con sẽ dự tiệc với ngài sau ạ. Ừ. Ủa. Ông Chánh tổng với chuyện làm việc gì với ông lý trưởng mà thấy vui vẻ, cười đùa vui vẻ quá vậy? Sao nãy ông đang bước ông khóc quá trời mà ra đó ông cười vui vậy? Hả? Thực sự nó chạy vô, nó báo tin gì kìa. Dạ, thưa hai ông Hương. Chuyện gì? Tôi đã đánh đúng ba hồi trống theo ý của ngài, chắc ngài cũng nghe chứ. Nghe. Dạ. Dạ, ngài lý trưởng ra gặp tôi chắc ngài cũng thấy chứ. Thấy sao không thấy? Dạ. Chẳng những ngài lý trưởng không phạt tiền tôi, không quánh đòn tôi, mà bây giờ ngài lý trưởng còn mời tôi với chủ của tôi đi dự tiệc. Nếu như hai ngài không tin á, thì tôi mời hai ngài với Hương Thơm Thị Hoa đi dùng tiệc cùng với tôi có được không nhỉ? Mày nghĩ sao mà giờ phút này tao ăn ngon mà mày mời hả mày? Mày đi ra khỏi mắt tao. Dạ thưa hai ông, tôi đi dự tiệc đây. Ông Giang Cư ơi, cuối cùng là sao? Mất trắng nữa rồi chứ sao? Tưởng cho nó một bài học nhớ đời, ai về nó cho mình thêm một bài học nữa. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiêu rồi.